Egypt baby. Vẫn là Pan Rom, vẫn ở khu vực đấy. Vẫn là cái hình ảnh đấy. Thế mà là lặp lại cái map trước thì có lẽ là bách với Hải Sồm mới là quýt luôn. Nhưng mà không phải rồi. Nhìn cái hình ảnh của thằng Thâu trông nó đã xấu trai cho nên là chắc chắn là không phải. Vâng, trận đấu này thì bên mình vẫn là hai chém, nhưng mà liệu có sớm như trận trước hay không. Buổi chiều ngày nay thì cũng lọc một cơ số trận các cầu thủ thi đấu mà cũng khá gay cấn và quyết liệt. Nhưng bên này là người ở bên thua thì dường như người ta vẫn đa phần cũng là không kiếm với trận nào nó hay quá cho bên mình. Chỉ có sau những kèo đấu này về xem lại video và như ngẫm nghĩ lại từng cái khoảnh khắc trong trận đấu của mình, nhớ lại cái map đấy thôi. Thì ngày xưa tôi phải thừa nhận rằng nếu như không chơi đế chế thì ăn giờ thằng Bi cái lượng IQ của nó có lẽ cũng được làm đại kiện tướng cờ vua đấy. Nhưng mà đen là chơi một thời gian, cứ một ngày chơi kèo xong về nhà nghĩ map hay nhớ map xong là lão về teo bằng quả nho, khôn quắt người lại. Đại kiện tướng cờ vua của Việt Nam, tôi thấy có Lê Quang Liêm. Lê Quang Liêm. Tí nữa là ngày xưa cờ vua thế giới lại xuất hiện lên Lê Quang Hùng nữa. Đánh đế chế cho nó nhớ hàng chục cái map, chục hàng trăm cái map. Chỉ cảm nhận cái thời điểm đầu gặp cái map đó cái là đã nhớ rồi. Nhưng mỗi thời gian nhớ nó lại teo một tí. Cái lão đó, cái khoảng trống trong não để nhớ, để dành cho khác nó lại teo lên một chút. Thế cái khôn quát người đây anh em để đế chế đấy. Ngoài cái thằng xẻ nó to như con tịnh, như ra nó lái máy bay tốt, nó cơ bắp, nó khỏe, nó cuồn cuộn lên. Thì cứ thằng nào đánh đế chế càng gầy gò, càng ốm yếu thì càng đánh hay. Đấy. Chứ chỗ béo như thằng Thầu với thằng Béo với thằng Bẹo của Sky. Thôi trời ơi, con người nó chuất. Ông Hồng Anh này, ông Bi là ông Vlop này, ông Bách này, ông Chip Boy này, mấy ông người toàn mỏng như tờ giấy. Cảm giác như gió mà nó tạt một phát thôi, cỡ bi thì phải bay hàng chục mét, cỡ đằng Thầu gió phải tạt được 3 phát mới bay được. Oklahoma.
11 dành cho thầu. Nó khác biệt so với trận trước là rất nhiều. Lần trước thì là một lần mà thầu chịu có đánh 2-3 dân rồi các bạn thấy, các bạn quýt luôn. Bãi gỗ của Hải Xồm đâu? Đây 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 đây, bên này bên này bên này bên này, hình như Mát phải đánh rồi, nhìn bãi gỗ rất quen. Bãi gỗ không ăn được, là bãi gỗ phải ăn sau lông, sau cái hông nhà. Rất đông quân và cũng như địa điểm làm ăn của Hải Xồm thu hết vào cái hốc này. Cứ chọc trước một dân đã, cảm giác chịu được đòn thì vác xác ra đây. Một lò một A chứ, bắt bỏ bi phải có UR, thầu nhiều gỗ mà. Để tôi kiểm tra thầu nhiều gỗ không, bi đóng luôn một A thoải mái đấy. Vậy e, dắt vào phát là chết luôn, rất tinh tế. Bây giờ còn lạc đà sẽ sốc sang, khi mà lạc đà bị sang cái nơi nhiều khả năng Hải Xồm cũng có được tơ lạc đà đầu tiên. Như vậy là bây giờ con giò này cực kỳ tác dụng cơ. Rồi lạc đà đến, 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 lạc đà đến. Con giò ra canh nhà V là cái chắc, thực tế cũng không phải canh đâu. Con lạc đà đứng đây đốt khá dần là được rồi. Chốt một cái e vào để con lạc đà nó chạy ra, không sao. Không cần phải đen. Lưỡi của phía lớp ngăn lắm. Có cụ rờ rồi. Quay con lạc đà ít máu lại. Thôi không sao. Bây giờ ra giết con phù vẫn chưa muộn. Vẫn chưa muộn, chuyển bị con phù mới sắp ra nhá. Theo thứ tự dây thì con phù mới chuẩn bị ra rồi. Cho lạc đà ít máu canh nhà P mới. Có bánh xe dành cho game thủ với Vilon này. Chen thầu tình huống công ca. Ca đâu? Ca đây. Sóc đều ca ra. Cảm giác không sóc ca nữa thì phải ra ruộng. Vàng là rất nhiều. Bù bán loại vàng đầu tiên, ăn rất nhiều vàng nha, ăn rất nhiều vàng và như có dấu hiệu giấu phù đi đâu đấy rồi, mang phù ra thủ cho người cầm người cầm Egypt thì phải chuẩn đét luôn. Và thầu hiện tại hai con ca đang cầu, thầu đang vào trong rồi, sò vào trong ăn gà chuẩn nữa, chuẩn binh đấy các ơi, rất chuẩn. Những cái đường mà thầu đi là đường cực chuẩn. Nhưng mà đáng lẽ phải lô con ca vào xong cẩu với cái ruộng một phát được. Nó đỡ bí bách, nó đỡ ngứa. Kìa, thằng dân nó đứng nó cuốc ruộng kìa. Phang luôn. Đấy. Bi đây. Để lại bi thịt thành công, người cầm Babylon này là tương đối cao rồi. Rồi quyết luôn ra Hải Xồm, hai đều C đối với năm đến trận chung kết của C này.